Em Đức Kiêu xin chào toàn thể các bác, các quý khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ Đức Kiêu Channel. Đấy, và các bác đã nhận được, bên em đã nhận được rất là nhiều các cái đơn đặt hàng của các bác. Và hôm nay sẽ tiếp tục lên sóng những cái video mới chất lượng với những mẫu sản phẩm đồng hồ mới về, giá rẻ tại shop. Đấy, phục vụ các bác chơi trong mùa dịch nhá. Đấy, những cái sản phẩm khoảng một vài triệu thôi các bác ạ. Đấy. Và hôm em xin phép là hôm nay em được lên một mẫu sản phẩm đầu tiên. Đấy, sản phẩm đầu tiên là một chiếc đồng hồ Oren SK các bác nhé. Đấy, đây là những cái phiên bản dòng Oren hàng cổ các bác. Đấy, hàng cổ ngày xưa. Đấy, hàng chuẩn xịn nha các bác. Đấy, chạy bộ máy cơ tự động. Đấy, chiếc Oren mặt màu xanh. Mặt màu xanh với hai màu nửa mặt. Đấy, trên là đậm, dưới là nhạt nhé. Chiếc Oren size mặt là 42, dòng 3 sao các bác ạ. Dòng 3 sao Oren SK hoài cổ, chạy bộ máy cơ tự động 21 joule. Phần mặt màu xanh hai nửa màu, được thiết kế 3 kim và 2 ô cửa lịch, và phần kim cọc mạ vàng các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Chiếc Oren một thời ngày xưa các bác ạ, một thời bao cấp ngày xưa, với rất là nhiều các cái giá trị cũng như là những cái kỷ niệm của các bác. Chiếc Oren xin cả dây cả khóa nhé. Size mặt là 42. Thật toàn bộ phần thân vỏ thì được thiết kế thép inox, đã qua rất nhiều năm tháng màu thời gian. Đấy, và hôm nay thì bên em giao lưu với các bác chiếc Oren SK với giá là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng nhá. Đấy, cho các bác về chơi mùa dịch. Đấy, thế cho thêm phong phú bộ sưu tập của các bác hơn. Đấy, cái dòng sản phẩm đồng hồ cổ ngày xưa, cái thương hiệu Oren và những cái chiếc đồng hồ SK của Nhật. Đấy. 1.300.000 đồng ạ, cho em mã số 1 đầu buổi video ngày hôm nay nhá. Đấy, em lên tiếp một chiếc đồng hồ mã số 2 các bác. Mã số 2 là một phiên bản Bolo, một chiếc đồng hồ Bolo của Thụy Sĩ các bác nhá. Hologon, một chiếc đồng hồ biểu tượng. Đấy, có hình người cưỡi ngựa đánh gôn các bác ạ. Hologon mặt vàng automatic. Chiếc này đặc biệt là chạy bộ máy Orgivan các bác ạ, chạy bộ máy Orgivan của Thụy Sĩ nhá. Đấy, máy vàng luôn. Mặt kính được thiết kế sapphire chống xước này. Đấy, toàn bộ phần thân vỏ thì mạ vàng. Đấy, dây zin luôn các bác nhá, dây mạ vàng luôn. Đấy, đáy là thép inox. Steel back Hologon. Đấy, một chiếc đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ. Đấy, chạy bộ máy vàng dòng phiên bản Orgivan nha các bác. Đấy, rất đẹp, lúm zin, có logo. Đấy, chiếc Polo với size mặt là 34 các bác ạ, size mặt 34 nhá. Đấy, thiết kế kiểu dáng rất là đẹp, đúng không? Các bác có thể nhìn và chiêm ngưỡng này. Đấy, hình thức còn độ mới hoàn hảo các bác nhá. Một chiếc đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ. Đấy, niềng được giật một cấp, mặt vàng trải những cái ánh kia rất là đẹp. Đấy, Polo Gold zin nguyên bản 100%, cả dây cả khóa luôn, hình thức độ mới hoàn hảo. Ngày hôm nay bên em tiếp tục giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Polo Gold với giá là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng cho mã số 2 các bác ạ. Đấy, phiên bản dòng Polo Gold chính hãng luôn. Đấy, 2 triệu đồng. Hình thức độ mới rất là đẹp, kiểu dáng form tròn, bốn chân càng thẳng. Đấy, đặc biệt là các bác nào thích những cái phiên bản dòng dây sắt. Đấy, dây sắt nhé, dây sắt mạ vàng. Thì đây là một sự lựa chọn là rất là hợp lý, và bên em giao lưu có 2 triệu đồng thôi. Đấy, giá phải chăng hợp lý cho mùa dịch, cho các bác chơi. Đấy, và em lên tiếp một chiếc đồng hồ mã số 3 các bác. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Chabaga. Đấy, một chiếc đồng hồ Chabaga của Thụy Sĩ các bác nhé. Đấy, lại là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mặt vàng rất là đẹp, đúng không? Đấy, mặt vàng, ánh tia. Chiếc này chạy bộ máy cơ automatic 21 chân kính ạ. Một phiên bản dòng máy cơ tự động. Đấy, mặt vàng với thiết kế 3 kim 1 ô cửa lịch. Chiếc đồng hồ Chabaga với liềng băm. Liềng băm cách điệu tạo điểm nhấn. Đấy, phần thân vỏ thì được thiết kế mạ vàng. Đáy là thép inox Chabaga Swissmade. Chạy bộ máy cơ tự động. Chiếc này size mặt là 35.5 các bác nhá. Size mặt rất to, size 35.5. Đấy, mặt vàng, các ánh tia lên rất đẹp, rất rực rỡ.
Và ngày hôm nay tiếp tục chiên cho các bác những mẫu đồng hồ với giá cực rẻ, 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng cho mẫu đồng hồ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, Thụy Sĩ cổ dòng Sabaga. Đấy, liềng thiết kế liềng băng cách điệu, 3 kim 1 ô cửa lịch, một chiếc đồng hồ rất rẻ, rất đáng chơi và sưu tầm. Đấy, trong mùa Covid khó khăn, đấy, các bác mua về để làm thêm phong phú bộ sưu tập của mình nhá, với những mẫu đồng hồ chất lượng và giá cực kỳ rẻ tại shop. 1.500.000 đồng cho mã số 3. Đấy, lấy 3 mẫu sản phẩm đồng hồ giá cực rẻ rồi. Em lên tiếp một chiếc đồng hồ mã số 4 ạ. Mã số 4 là một phiên bản dòng AK các bác nhá. Một chiếc đồng hồ AK mặt vàng của Nhật. Đây là một chiếc đồng hồ chính hãng của Nhật. Made in Japan. Made in Japan. Chiếc này chạy 3 lúm 6 kim các bác ạ. Bộ máy pin chronograph 3 lún 6 kim. Chiếc đồng hồ AK Anba hiệu của Nhật, với toàn bộ phần thân vỏ được làm bằng thép inox rất chắc chắn và rất bền bỉ. Chiếc AK Anba chính hãng của Nhật, zin cả dây luôn này các bác. Đấy, bộ dây rất đẹp nhé. Bộ dây được thiết kế phần trên thiết kế hở lỗ, tạo điểm nhấn các điệu như những chiếc lắc tay. Đấy, chiếc này mặt vàng kịch độc. Bộ kim cọc số thì được gắn dạ quang, bộ kim dây màu đỏ. Một chiếc đồng hồ chính hãng của Nhật các bác ạ. Rất đẹp. Chiếc này mặt vàng cực kỳ độc đáo. 3 kim, à đâu 6, 3 lùm 6 kim và một ô cửa lịch khớp 3 giờ. Chiếc này size mặt là 36 các bác ạ. Chiếc AK size mặt là 36. Và em giao lưu với các bác giá cực kỳ hợp lý luôn nhá, có 800.000 đồng. 800.000 đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng của Nhật, zin cả dây. Các bác nhìn này, toàn bộ phần thân vỏ inox thép đúc nhá, rất là dày dặn luôn. Các bác đeo khoảng chục năm nữa vô tư vẫn rất là bền, rất là bền bỉ trong thời gian. Với những cái mẫu đồng hồ của Nhật, sợi dây cũng rất là hợp lý rồi. Mã số 4 cho em là 800.000 đồng nhá các bác. 800.000 đồng cho chiếc đồng hồ AK Anba. Em tiếp tục lên một chiếc đồng hồ. Hôm nay thì về nhiều mẫu của Nhật hơn các bác ạ. Hôm trước thì nhiều Nga, hôm nay thì rất là nhiều Nhật. Và tiếp tục một chiếc đồng hồ Seiko. Một chiếc đồng hồ Seiko của, tiếp tục là một chiếc đồng hồ của Nhật nữa này các bác. Seiko 5. Seiko 5 Automatic. Chạy bộ máy cơ tự động 23 chân kính. Chiếc này độ mới hoàn hảo luôn nhé các bác. Đẹp đến từng centimet. Đẹp đến từng chi tiết luôn. Seiko Automatic chính hãng của Nhật, phần thân vỏ thép 5126, máy 7020. Đấy, rất đẹp. Đấy. Chiếc này thì sợi dây không zin nhá các bác. Đấy. Em bán luôn ở trên YouTube là luôn quay chi tiết cho các bác về chất lượng cũng như là về độ zin của sản phẩm. Đấy, tuy là máy không mở được nhưng mà cam kết là những sản phẩm bán ra đều là máy zin hết. Đấy, dây thì là không zin các bạn. Dây là dây thép, cũng là thép inox thôi. Nhưng mà không phải của Seiko nhé các bác. Đấy, dây cũng rất là đẹp. Và cái mắt xích. Chiếc Seiko size mặt là 37 các bác. Size mặt là 37 siêu to. Độ mới hoàn hảo. Đấy, mặt màu trắng, 3 kim, 2 ô cửa lịch. Các cọc số màu trắng. Đấy, cài đá đen rất nổi nhé. Rất nổi trên nền mặt, rất bắt sáng. Đấy, chiếc Seiko ngày hôm nay. Đấy, bên em tiếp tục giao lưu với các bác mã số 5. Mã số 5 với giá là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng ạ, cho chiếc Seiko 5 này nhá. Đấy, các bác thích thú, các bác chốt luôn. Đấy, hiếm có những mẫu sản phẩm đồng hồ đẹp mà bên em bán giá cực kỳ rẻ như thế này ạ. Trong mùa dịch cũng vừa bán, gọi là vừa bán vừa kỷ niệm vừa tặng cho các bác. Đấy, chỉ nhân mùa dịch thôi. Đấy, chứ bình thường thì những cái mẫu đồng hồ đẹp như thế này không có giá hơn 1 triệu đâu các bác. Đấy, chiếc Seiko cơ tự động, size to, 3 kim 2 ô cửa lịch nhé. Mặt không vết, vỏ không một vết nào luôn. Đấy, giao lưu với các bác 1.400.000 đồng nhé. Mã số 5 này. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 6 các bác. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ cổ điển. Một chiếc đồng hồ chính hiệu dòng vintage các bác nhé. Vintage watch. Đây là những dòng đồng hồ, dòng nghệ thuật cổ điển các bác ạ. Được sản xuất những năm 40-50. Đấy, năm thập niên 40-50. Đây là dòng Hidepak. Hidepak nhá, chính hãng Thụy Sĩ luôn. Các bác được thấy thiết kế phần vỏ rất là nghệ thuật, với những
với thiết kế kiểu dáng form tank này. Đầu tiên là form tank với size 20, size ngang là 25, size dọc là 29 nhé, 25 × 29, kiểu dáng form tank. Đấy, dòng Hero Pack. Trước đồng hồ Thụy Sĩ những thập niên cổ đấy, đáng tuổi đời ông nội em rồi các bác ạ. Đấy, rất sâu tuổi. Đấy, vỏ bọc vàng, đáy là thép inox với thiết kế 4 chân càng. Đấy, thiết kế 4 chân càng như 4 cái cột luôn. Như 4 cái cột các bác ạ. Đấy, với hoa văn họa tiết. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đấy, chiếc Hero Pack sẽ làm thêm bộ sưu tập đồng hồ các bác cuốn hút hơn. Đấy, với những cái sản phẩm cổ độc đáo như thế này và những cái mẫu form tank đeo lên tay cực kỳ trẻ trung luôn. Đấy, vừa mang hình thức cổ điển đeo vào lại cực kỳ trẻ trung. Các bác nhìn sợi dây này. Đấy, sợi dây tây nhá, sợi dây tây màu đỏ lâu. Đấy, ở Việt Nam không có luôn. Đấy, chiếc đồng hồ Hero Pack, một mã quá đẹp các bác ạ. Một chiếc đồng hồ mang giá trị màu thời gian. Và ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác chiếc đồng hồ Hero Pack với giá 1.500.000 đồng nhé. 1.500.000 đồng. Đấy, chiếc đồng hồ kiểu dáng phong tanh, không chỉ là một trang sức mà còn là một cỗ máy thời gian bền bỉ theo năm tháng. Chiếc này chạy bộ máy lên con tay kim rốn, kim rốn cổ dưới này. Đấy, các cọc số học trò thì được thiết kế quanh viền kết hợp các cọc số tia. Đấy, chiếc Hero Pack để giao lưu với các bác là 1.500.000 đồng. Đấy, cho em mã số 6 các bác nhé. Mã số 6. Đấy, các bác nhiều các bác là đã rất là yêu quý và ủng hộ shop. Đấy, cả mùa dịch các bác cũng vẫn gọi là rất là nhiệt tình chốt đơn. Đấy, ra ngân hàng chuyển khoản cho bên em để kịp ship hàng cho các bác. Đấy, em tiếp tục không phụ lòng mong mỏi của các bác mà em lên một cái video những mẫu đồng hồ chất lượng với giá cực kỳ rẻ. Đấy, để phục vụ các bác nhé. Và chiếc đồng hồ Bonzot mã số 7. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ Bonzot bản kỷ niệm 35 các bác. Bản kỷ niệm 35. Hình bông lúa và ở trên là hình chữ của Nga nhé. Chiếc này mặt trắng với các cọc số học trò mạ vàng, 3 kim 1 ô cửa lịch khắc 3 giờ. Chiếc Bonzot size rất to, size 36 các bác ạ, size 36. Đấy. Bonzot Boreas. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox Steelback. Chiếc này chạy bộ máy lên cóc tay dòng 17G. Một chiếc Bonzot bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm dòng dòng cổ điển ngày xưa nhá, liền giật một cấp các bác ạ. Chiếc Bonzot này rất là đẹp rồi. Và những mẫu đồng hồ không có dây thì bên em sẽ lắp tặng cho các bác thêm sợi dây đi kèm nữa nhá. Vừa bán đồng hồ rẻ lại lắp dây tặng cho các bác. Đồng hồ thì em sẽ căn chỉnh gọi là chuẩn nhất một cách có thể gửi hàng cho các bác nhá. Chiếc Bonzot size 36 siêu to, đấy, phần vỏ rất đẹp. Mặt kịch độc. Chiếc đồng hồ thì nguyên bản chính hãng của Nga luôn, bản kỷ niệm 35. Và ngày hôm nay bên em giao lưu là 1.700.000 đồng các bác nhá. 1.700.000 đồng cho mẫu đồng hồ Bonzot này. Đấy, các bác quan tâm chốt cho em mã số 7. 1.700.000 đồng. Đấy, cho những cái sản phẩm cổ điển. Đấy, giá trị sưu tầm. Tiếp tục các bác rất là yêu thích những cái mẫu mới về bên em đúng không? Và em lại lên một chiếc đồng hồ Bonzot 12 con giáp. Đấy, nhưng mà đây là một chiếc đồng hồ đặc biệt hơn với các cọc số đính đá ở ngoài nữa nha các bác. Đấy, nhưng cái mẫu cũ thì bên em không có cọc đính đá ở ngoài. Chiếc này được thiết kế mặt rất là nhiều lầm với các cọc số 12 con giáp ở trong và các cọc số đính đá ở ngoài, tạo thêm điểm nhấn cách điệu sâu sắc. Đấy, chiếc này chạy bộ máy lên cóc tay 17G. Đấy, một phiên bản của Nga nha các bác, dòng Bonzot 17G của Nga. Bonzot 17G. Đằng sau đáy khắc rất là nhiều các cái chữ của Tây các bác, bản kỷ niệm chữ của Tây. Phần vỏ bọc vàng tuyệt đẹp. Ngày hôm nay thì bên em giao lưu chiếc Bonzot 12 con giáp với giá là 1.600.000 đồng. Bản đính đá đắt hơn nha các bác. Bản cọc số đính đá đắt hơn bản 12 con giáp thường. Đấy, bên em giao lưu là 1.600.000 đồng. Đấy, các bác xem video các bác chiêm ngưỡng những mẫu sản phẩm của shop. Đấy, cái mẫu mới về những mẫu em phải dán tem lại các bác.
lại, dán tem lại trên mặt cho nó đỡ sức kính. Bán hàng rất là chuẩn chỉ và có tâm. Các bác chốt những cái mẫu đồng hồ với em thì các bác giao lưu thì các bác lại giới thiệu anh em bạn bè ủng hộ cho shop. Chiếc bôn rốt bên em giao lưu là 1.600.000 đồng nhé. Chiếc này chạy bộ máy bắt tay 17G, size mặt là 34 các bác. Về các bác đeo chơi đeo nghịch như cái mẫu em đăng thì cũng đã giao lưu cũng gần hết với các bác rồi. Đấy. 1.600.000 đồng cho chiếc bôn rốt mã số 8, 12 con giáp. Đấy. Kết hợp thêm cọc đính đá ở ngoài nữa. Đấy. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 9 các bác nhé. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ rất đẹp luôn. Một chiếc đồng hồ của Nga các bác ạ, một chiếc đồng hồ của Nga. Propeda, một chiếc đồng hồ của Nga, Propeda dịch theo tiếng Nga này các bác. Đây là một chiếc đồng hồ thiết kế theo đúng kiểu hoài cổ luôn, cổ điển các bác ạ. Mặt màu đen, thiết kế ba lòng với những vân cát sần. Các bác có thể nhìn kỹ. Các bác có thể nhìn kỹ nhá. Chiếc đồng hồ màu đen, mặt vân cát thể hiện các cái ánh kia rất đẹp. Chạy bộ máy lên cót tay 21 GHz, mặt ba lòng, và đặc biệt điểm nhấn của chiếc đồng hồ là phần cọc số các bác. Phần cọc và phần kim mạ vàng rất là nổi trên nền mặt đen. Các cọc số học trò 2, 4, 6, 8, 10, 12 kết hợp các cọc số tia trên nền mặt đen tạo những điểm nhấn cách điệu, những cái điểm nhấn mang cái giá trị hoài cổ, cổ điển. Chiếc này đặc biệt size rất là to các bác nhá, size mặt là 40. Size mặt là 40. Phần niềng thì bọc vàng, phần vỏ, toàn bộ thân vỏ thì được sơn đen. Sơn đen, đáy là thép inox. Một chiếc đồng hồ với rất là nhiều các màu sắc chủ đạo kết hợp. Một chiếc đồng hồ Propeda của Nga. Size 40 siêu to. Ngày hôm nay thì bên em giao lưu với các bác chiếc đồng hồ này với giá là 1.500.000 đồng nhé. 1.500.000 đồng. Đấy. Chốt cho em mã số 10. À, mã số 9 các bạn. Mã số 9 là 1.500.000 đồng. Đấy, với vỏn vẹn một cái video của shop chỉ loanh quanh đồng hồ khoảng hơn 1 triệu đến 2 triệu thôi. Các bác dễ chơi. Dễ chơi. Đấy, trong mùa dịch, hết dịch thì em tiếp tục sưu tầm những cái hàng cao cấp, hàng tuyển chọn đấy, để giao lưu với các bác nhé. 1.500.000 đồng cho chiếc đồng hồ Propeda của Nga mã số 9. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 10. Mã số 10 lại là một chiếc đồng hồ bôn rốt, mặt thuyền buồm đỏ các bác nhá. Mặt thuyền buồm đỏ. Chiếc này thì 17G. Hôm qua thì em đã giao lưu với các bác chiếc 23G rồi. Hôm nay là chiếc này là 17G. Có tay máy trắng đấy, mặt đỏ hai lòng, thuyền buồm chính giữa luôn đấy. Các cọc số 5 mã thì được đặt trong các cái ô cách điệu này đấy. Nhìn mang phong cách theo kiểu cổ điển như các bác. Chiếc bôn rốt mặt thuyền buồm đỏ huyết ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác đấy. Chiếc này chạy bộ máy có tay 17G nhá. Máy có tay 17G và size mặt là 34. Đấy, tiếp tục để rẻ cho các bác với giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng nhá. Đấy, cho mã số 10, mã số 10 các bác. Đấy, số 10 1.500.000 đồng. Về các bác chơi sưu tầm đẹp luôn. Bộ kim màu đen thiết kế rất nổi trên nền mặt đỏ. Đấy, và các họa tiết hình thuyền buồm cọc số 5 mã. Đấy, rất nổi. 1.500.000 đồng. Em cho mã số 10. Em lên mã cuối cùng trong buổi video ngày hôm nay các bác ạ. Mã cuối cùng là một chiếc đồng hồ Pakema của Nga nha các bác. Chiếc đồng hồ Pakema. Chiếc này đẹp quá trời luôn các bác ơi. Chiếc này mặt vàng vân lụa này. Đấy. Mặt vàng vân lụa. Liềng xoáy các bác ạ, liềng xoáy nhá. Liềng thiết kế liềng xoáy cách điệu, xoáy tròn luôn. Một chiếc đồng hồ Pakema đến từ Nga. Đấy. Phần vỏ tuyệt đẹp, phần vỏ bọc vàng. Đấy, hàng trần cổ, trần xịn, zin nguyên bản, đáy logo hình quả địa cầu. Đấy, chiếc đồng hồ Pakema của Nga. Đấy, mặt vàng đã thấy đập rồi các bác ạ, lại còn vân lụa, các bác thiết kế những cái vân lụa nhé, lụa ở trên này. Đấy,
các cọc số bộ kim cọc mạ vàng, cọc số tia dài, niềng được thiết kế niềng xoắn, đấy, niềng thiết kế niềng xoắn tròn, tạo điểm nhấn cách điệu. Parkema size mặt là 34. Ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác là 1.600.000 đồng nhé. 1.600.000 đồng cho chiếc đồng hồ Parkema, cũng là mã số cuối cùng trong buổi video clip của shop ngày hôm nay. Lên giao lưu với các bác những mẫu sản phẩm đồng hồ cơ cổ của Nga, của Nhật, của Thụy Sĩ, giá rẻ, đẹp phải chăng, đúng không? Góp phần làm tô điểm, tô đẹp thêm bộ sưu tập đồng hồ của các bác nhé. Thì bây giờ thì cũng hết rồi, hết buổi video rồi. Những mẫu sản phẩm bên em đều cũng đã lên chi tiết. Các bác có nhu cầu hỏi mẫu đồng hồ nào thì các bác hãy liên hệ qua hotline đấy, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại nhé, em để ghi ở trên bài để có thể giao dịch và trao đổi thêm thông tin về chi tiết sản phẩm và hoặc là xe máy đấy. Thì các bác nào mà mới biết đến kênh của shop, các bác cho em một nút đăng ký phía dưới nhé các bác, để nút đăng ký kênh để trở thành những người ủng hộ kênh của shop đấy, và giúp cho kênh của em ngày càng phát triển và nhiều người biết tới hơn đấy. Mong muốn là đây là một sân chơi đấy, giao lưu với các bác đồng hồ trên toàn quốc đấy, và những cái sản phẩm khác nữa cơ, không phải là đồng hồ đâu, em còn bán rất nhiều mặt hàng khác, nhưng mà để đợt sau đó hết dịch thì bên em sẽ lên những cái video bán thêm một số các mặt hàng cổ khác đấy, hy vọng là các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình. Bây giờ thì bên em xin phép lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn đấy, luôn thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.